Thưa quý vị, một trung tâm hỗ trợ sinh sản nhằm tạo thêm một địa chỉ chăm sóc sức khỏe cho nhiều cặp vợ chồng vô sinh hiếm muộn vừa được khánh thành tại Bệnh viện Vimex. Như vậy là tại miền Bắc đã có tất cả 5 trung tâm hỗ trợ sinh sản. Mục tiêu của trung tâm này là thực hiện tỷ lệ thành công các ca làm thụ tinh trong ống nghiệm từ 35-50%, đến 50%, tương đương với các trung tâm hỗ trợ sinh sản trong khu vực và trên thế giới. Đội ngũ chuyên gia của trung tâm là các bác sĩ đầu ngành trong nước và một số chuyên gia có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực hỗ trợ sinh sản quốc tế, được đào tạo tại các trung tâm trên thế giới và các trung tâm hỗ trợ sinh sản uy tín trong nước như Trung tâm hỗ trợ sinh sản quốc gia, Bệnh viện Từ Dũ. Vô sinh là một thách thức lớn của ngành sản khoa Việt Nam hiện nay. Tình trạng vô sinh hiếm muộn ở Việt Nam hiện tác động đến 700.000 đến 1 triệu cặp vợ chồng.